Em sẽ tìm một dòng sản phẩm mới hơn so với dòng mình bán đang đeo, dòng sản phẩm của Microsoft Surface Laptop 4, phiên bản Surface Laptop mới nhất hiện tại, sở hữu chip CPU Gen 11, con này có hình như Core 7, RAM 8, ổ 512, màu là Master Black. Đây là thông tin từ Microsoft, thì được có thông tin về số serial number, thông tin cấu hình, thì bạn có thể check sản phẩm ở trên trang chủ của Microsoft Mỹ. Ok, giờ mình sẽ phun. Đây là bạn là Surface Pro 4 ấy, được anh em sao nói rất là nhiều. Thực ra với cái phiên bản này thì cuộc đua công nghệ hãng cho rất là nhiều tùy chọn. Chút anh em sẽ nói sơ qua, bây giờ sẽ trải nghiệm cái thực tế đó. Đó, bóc thùng ra hàng Mỹ về nguyên bản bên này. Cách đây hơn một tháng bên mình cũng khui một phiên bản nhưng thấp hơn dòng này. Tập trung vào chủ thể chính đã. Kèm như thường lệ đã có sách. Có gì hay giới thiệu anh em vừa nào. Sáng. Chẳng chỉ quay sáng. Sáng. Khá nhỏ gọn. Và có tích hợp cổng USB đây. Có sạc thông minh. Cũng là một tiện sạc điện thoại hoặc sạc những thiết bị mà cầm tay kết nối USB cắm đây luôn, tích hợp luôn. Đây chủ thể chính phiên bản Mỹ bây giờ mới về ở Việt Nam thôi, có phiên bản tích tay hoặc là thẳng từ Trung Quốc về thì là có về trước 1-2 tháng rồi. Thì tại sao phiên bản này lại hot như thế? Như thường lệ là Microsoft sẽ ra mắt sản phẩm mới vào tháng 10 hàng năm, nhưng năm nay hãng lại ra rất là sớm vào tháng 4 đã công bố cái sản phẩm này rồi. Mình nghĩ cá nhân mình cảm nhận thôi, có thể đây là cuộc đua về công nghệ, các hãng đều ra những sản phẩm mới thì Microsoft cũng là buộc phải rút ngắn cái thời gian ra mắt của họ được, không giữ cái truyền thống là tháng 10 hàng năm mới ra mắt nữa. Các bạn ở đây, cái phiên bản này các bạn nhìn thấy đầu tiên nó khác biệt với cái tỷ lệ màn hình rồi, thiết kế khác, nó hiện tại là có bốn màu để tùy chọn và hãng cho mình nhiều sự lựa chọn về cấu hình cả Intel và AMD đó. Thì cái với chip Intel ấy thì có cấu hình cao nhất đó là i7 ổ cứng 1000GB SSD và được trang bị đến 32GB. Thì không biết là văn phòng làm gì cho hết cái cấu hình này. Có chip AMD đó. Tất nhiên là anh em giới thiệu là phần chi tiết về sản phẩm thôi, còn cái tất cả những phiên bản tính năng sẽ các bạn xem ở trong cái phần mô tả video. Em cập nhật link và chi tiết nhất để xem cái hình thức hàng Mỹ về như thế nào. Cái sản phẩm anh em đang chuẩn bị trả khách hàng đây thì lúc khách hàng đặt là 8GB, rơi vào khoảng tầm còn là 2.000 đô lúc đặt được. Rồi anh em tổng quan luôn chi tiết các cổng kết nối luôn, cổng USB, cổng C, cổng audio. Anh chợt thấy gì em gấp vào giới thiệu mọi thứ đi, xong đi bu bên sau giới thiệu chi tiết xong hay là bu bên trong đấy tùy em gấp vào được mà để nhìn cho nó rõ hơn. Bây giờ em giới thiệu cổng gì trước để anh cũng nhìn đâu thì giới thiệu tổng quan khách hàng biết trên đen khó nhìn lắm. Đây là một cổng một cái cắm thẻ nhớ, bên này có một cổng USB thường, một cổng USB-C audio phải không? Khiêm tốn nhỉ, chúng tôi cổng kết nối nhỉ. Thực ra những máy mà cho cái này là sắt, bên này là cổng nguồn đấy, không phải là cổng cái này đi. Cái tổng quan phía trước thì cho mình nhìn cái phá cách nhất, thiết kế phá cách nhất của cái dòng Surface này là cái chân chuột rất là rộng cho người dùng thao tác rất là thoải mái, bàn phím cực mỏng. Rồi bên này thì có hai cổng USB thôi, một cổng thường, một cổng C, một cổng audio. Thiết kế khá là đơn giản. Mặt sau có một cái dãy giảm nhiệt đây thôi. Đây, này thiết kế khá đơn giản. Sao? Ổn đúng không?
cái sạc, cái cổng này là cổng dạng hít gì cả, dạng dạng landing của tàu tàu, dạng sạc hít. Ok, chào, gấp xuống ngay, em Ali một vòng xong việc, các anh muốn làm việc yên ổn đây.